Thưa bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trước hết thì xin bác sĩ cho biết một cuộc ái ân diễn ra bình thường suôn sẻ thì sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian kể từ thời điểm giao hợp? Quan hệ tình dục thì nó trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Từ lúc bắt đầu khởi động đến lúc xuất tinh thì thường 4 giai đoạn và thông thường kéo dài từ 5 đến 15 phút trở lên. 15 phút được thì được coi là cái cuộc giao hợp nó không bị xuất tinh sớm và là bình thường. Như vậy nếu như mà thời gian mà quá 15 phút thì có thể nói rằng là các quý ông đã gặp phải cái tình trạng xuất tinh chậm hay chưa? Thực ra cái khả năng kéo dài xuất tinh của nam giới nó còn tùy thuộc rất nhiều vào yếu tố tâm lý này, rồi kinh nghiệm tình dục. Xuất tinh chậm hoặc là không xuất tinh ấy, là cái thời gian mà quan hệ nó kéo dài trên khoảng độ tầm 30 phút, tức là gấp đôi người bình thường. Nhiều người thì vẫn có cái suy nghĩ rằng là trong chuyện giường chiếu thì việc ân ái diễn ra càng lâu, càng khỏe thì càng sung mãn. Tuy nhiên thì thực tế lại không phải vậy. Bằng chứng là cái thời gian vừa qua thì có những thính giả của Chuyện Thầm Kín cũng đã gọi điện đến thắc mắc là các anh ái ân với vợ phải đến 1 giờ đồng hồ tính từ cái thời điểm mà hai bên giao hợp. Và có biệt là có trường hợp còn lâu hơn khiến cho người vợ cảm thấy sợ hãi mỗi khi mà hai vợ chồng gặp gỡ. Vâng, trường hợp này thì sẽ không nhiều như là các anh xuất tinh sớm. Nhưng ở khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học thì bác sĩ có thường xuyên điều trị cho những bệnh nhân mà bị tình trạng tương tự như thế này hay chưa? Thực ra cái xuất tinh sớm thì chúng tôi thường xuyên khám và điều trị. Cái xuất tinh chậm hoặc là không xuất tinh thực ra tỷ lệ rất là thấp. Thông thường thì chiếm dưới 3% thôi. Ngay như cách đây khoảng độ tầm 2 tuần thì chúng tôi cũng đã điều trị cho một bệnh nhân người ta bị xuất tinh chậm. Nhiều hôm là ông còn không xuất được tinh. Thông thường trên nền những cái bệnh nhân mà có những bệnh lý kèm theo thì nó mới xuất hiện trường hợp này. Xuất tinh là cái sự kết thúc của cái cuộc giao hợp giữa hai người và thể hiện cái sự khoái cảm của nam giới. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà xuất tinh chậm như thế thì họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian, bản chất là người vợ cần phải cố gắng rất là nhiều để giúp cho người chồng có thể là xuất tinh được. Thì rõ ràng đây là những cái bất thường. Theo bác sĩ thì đó có phải là những cái bất thường về sức khỏe hay không? Hay là do các anh không cảm thấy khoái cảm khi mà quan hệ? Không phải. Thực ra những cái xuất tinh chậm hoặc là không xuất thực tinh ấy, nó là biểu hiện bệnh lý trong bệnh lý về rối loạn tình dục. Nó có rất nhiều nguyên nhân gây ra cái bệnh lý này, có thể do tâm lý hoặc là những cái bệnh lý mắc phải nó gây ra. Và khi người ta xuất tinh chậm mà không xuất tinh thì thông thường là bản thân người nam giới người ta không đạt được cực khoái. Thứ hai là gì, nó sẽ khi nó kéo dài như thế, người phụ nữ có thể đạt được rất nhiều lần cực khoái nhưng nó lại gây ra sự mệt mỏi. Đặc biệt là khi mà nó cứng liên tục như vậy thì nó có thể gây đau cho người phụ nữ, gây chấn thương cơ quan sinh dục người phụ nữ. Và nhiều trường hợp người nam giới nó còn xuất hiện cái gọi là cái bệnh lý là cương đau dương vật kéo dài. Có thể dương vật nó cứng đến tận vài tiếng đồng hồ và về lâu về dài nó có hỏng cái vật hang của người nam giới. Như vậy phần lớn là do nguyên nhân về bệnh lý đúng không ạ? Chính xác, bệnh lý đây chúng ta phải bị bệnh lý thực thể, tức là những cái tổn thương cơ quan vùng sinh dục hoặc là thần kinh. Nhưng có những bệnh lý là do rối loạn về tâm lý, do stress, do lo âu, rồi do rất nhiều cái bệnh lý khác, ví dụ sử dụng thuốc chẳng hạn, nó có thể gây ra hiện tượng này. Nhưng mà những cái bệnh lý nào thì sẽ dễ dẫn đến là bị xuất tinh chậm? Thực ra đầu tiên thì chúng ta phải hiểu là những bệnh lý gọi mang tính chất tâm lý. Ví dụ người ta sử dụng những thuốc về hướng thần, sử dụng những thuốc mà lợi niệu chẳng hạn, hoặc là những thuốc mà điều trị về bệnh lý về tâm thần chẳng hạn, hướng cảm hay trầm cảm, nó sẽ làm ức chế cái chuỗi xung thần kinh xuống cơ quan sinh dục thì nó kéo dài cái thời gian quan hệ và nó làm gây ra xuất tinh chậm. Thứ hai là những tâm lý là vì người ta quan hệ tình dục, đặc biệt những nam giới mà người ta có tiền sử mà đã bị lạm dụng tình dục chẳng hạn, như thế nó cũng là yếu tố. Thứ hai là gì, những trường hợp mà người ta nam giới người ta quan hệ người ta sợ xuất tinh, vì có thể xuất tinh người ta có thai, hoặc là những nam giới là gì, người ta cũng tập các cái bài tập về hạn chế xuất tinh sớm và nhiều khi nó lại có cái tác dụng ngược. Hoặc là những trường hợp mà người nam giới người ta cắt bao quy đầu nó nằm cho cái niêm mạc của dương vật còn ít quá chẳng hạn, tăng sự kích thích ở vùng cơ quan sinh dục thì nó cũng gây ra cái hiện tượng là xuất tinh chậm. Đồng thời là gì, những bệnh lý mang nhất bệnh lý thực thể với những tổn thương thần kinh tủy sống, hoặc những bệnh nhân lái đái tháo đường, hoặc là những bệnh nhân mà có tiền sử có bệnh lý gan rượu chẳng hạn, tổn thương thần kinh do rượu chẳng hạn, nó cũng có thể gây ra hiện tượng xuất tinh chậm. Và những trường hợp là sau phẫu thuật vùng cơ quan vùng sàn chậu nó làm tổn thương các hệ thống thần kinh của thần kinh cương,
thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng là xuất tinh chậm hoặc là không xuất được tinh. Những cái vấn đề về tuổi tác hay là thói quen sinh hoạt thì nó có thể gây ra xuất tinh chậm hay không? Chắc chắn là có rồi. Những trường hợp mà thủ dâm kéo dài ngoài chuyện nó gây ra xuất tinh sớm, một số trường hợp nó có thể hiện tượng ngược là xuất tinh ngược dòng này, hoặc là xuất tinh chậm, hoặc là do tuổi tác, tuổi quá cao có thể là một yếu tố gây ra cái hiện tượng là xuất tinh chậm. Có một phần nhỏ nguyên nhân thì xuất phát từ vấn đề về tâm lý đúng không? Vâng, vậy thì có khi nào mà trong cái trường hợp mà về tâm lý mà chúng ta không có điều chỉnh thì liệu rằng những cái nguyên nhân về tâm lý đấy nó có thể phát triển thành bệnh lý hay không? Chắc chắn rồi, bởi vì tại sao cơ thể con người là một cái tiểu thể vũ trụ, nó rất là có sự liên quan đến nhau. Khi một sự việc xảy ra thì nó được in hẳn lên trên vỏ não và nó sau này nó tái diễn đi tái lại, nó thành một cái phản xạ, và cái phản xạ không cắt đi thì nó sẽ trở thành bệnh lý. Về lâu về dài, nếu như mà xuất tinh chậm mà không có cái sự can thiệp kịp thời thì nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Đầu tiên là đời sống tình dục. Khi mà người nam giới mà thường xuyên bị xuất tinh chậm hoặc là không xuất được tinh ấy, thì người ta rất là ức chế về tâm lý. Có nhiều khi người ta còn sợ hãi về chuyện quan hệ tình dục. Đấy, thứ hai nữa là gì? Khi mà quan hệ mà nó quá kéo dài thì nó làm suy giảm sức khỏe rất là nhiều đối với người nam giới, đặc biệt là gì? Đấy là ảnh hưởng trực tiếp đối với người nam giới, nhưng nó cũng ảnh hưởng gián tiếp đến người phụ nữ, cũng làm cho người phụ nữ ức chế, làm cho người phụ nữ lo sợ, sợ hãi, mệt mỏi. Thì và về lâu dài này nó sẽ giúp cho khiến con người nam giới nhiều khi người ta bị thay đổi về tâm lý, lo âu, sợ hãi, nhiều khi là thay đổi tính nết chẳng hạn như vậy. Nó có cũng nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Như vậy là rõ ràng là nếu tình trạng xuất tinh chậm diễn ra thường xuyên thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đời sống tình dục của cả cặp đôi. Vậy thì theo bác sĩ, trong cái trường hợp mà nguyên nhân về tâm lý thì người bệnh nên làm gì để có thể cải thiện được tình trạng này và nâng cao chất lượng của cuộc yêu ạ? Điều đầu tiên thì theo quan điểm về y học hiện đại thì khi bạn có gì bất thường bạn phải đi khám, khám đúng chuyên khoa, nam khoa chẳng hạn. Và người vợ sẽ là, hoặc là bạn tình, người ta sẽ là đối tượng mà hỗ trợ tốt nhất về tâm lý để cho người đàn ông người ta tự tin. Và sau đó thì các y bác sĩ người ta sẽ tìm ra cái nguyên nhân do tâm lý hay do thực thể hay do thiếu tự tin, tất cả như vậy thì người ta sẽ sử dụng thuốc, các cái thuốc làm tăng cái khoái cảm, tăng cái sự nhạy cảm của cơ quan sinh dục, cộng thêm là người ta tìm nguyên nhân, ví dụ là do thuốc thì người ta chỉnh liều, chỉnh thuốc, hoặc là do tâm lý, ta hỗ trợ tâm lý, các bác sĩ tâm lý kết hợp cùng, thì như vậy nó sẽ giúp cho người nam giới nó trở về được trạng thái gần như bình thường. Những cái dấu hiệu được để nhận biết về là xuất tinh chậm và cần phải đến cơ sở y tế để khám, ngoài cái việc mà cái thời gian giao hợp là hơn 30 phút ra thì còn cái dấu hiệu nào khác thưa bác sĩ? Cái dễ nhận biết đấy thì đương nhiên là thời gian rồi. Nhưng thực ra thì có những nhận biết là ví dụ người ta cái dương vật người ta cương cứng quá lâu. Thứ hai là gì? Người ta không có ít khoái cảm hoặc không có khoái cảm khi quan hệ tình dục ở nam giới. Thì đấy là những cái dấu hiệu nói lên rằng là bạn có thể bị xuất tinh chậm. Và chính vậy là bạn phải đi khám ngay. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là chỉ có 3% tỷ lệ mà xuất tinh chậm xảy ra ở nam giới thôi, nhưng mà với cái con số 3% này thì khi đã xảy ra thì cái việc điều trị thì nó lại khó khăn hơn sau cái việc là xuất tinh sớm các bạn điều trị xuất tinh sớm. Vì vậy mà theo lời khuyên của Mai Hương và bác sĩ Nguyễn Đình Liên thì khi thấy có bất cứ dấu hiệu nào mà khiến cho cuộc ái ân của các bạn không được như ý muốn thì các bạn nên điều chỉnh lại cái lịch sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi cho phù hợp. Và trong trường hợp mà điều chỉnh rồi mà vẫn không thấy cải thiện thì các bạn nên đến chuyên khoa nam học có uy tín để mà khám và điều trị sớm. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Liên đã chia sẻ những thông tin bổ ích về tình trạng xuất tinh chậm ở nam giới. Còn bây giờ thì mời bác sĩ đến với phần 2 của chương trình là tư vấn cho thính giả. Alo, xin chào thính giả đầu tiên của Chuyện Thầm Kín đêm nay ạ. Em chào chị ạ, chào bác sĩ ạ. Vâng, chào anh. Bác sĩ ơi, em có một cái bệnh là khi gần gũi với bà xã đấy, là em hay quan hệ bằng miệng, mà quan hệ xong thì bằng miệng thỏa mãn thì nó cũng xuất tinh luôn ạ, không đưa được vào trong ạ. Anh vẫn thường xuyên quan hệ như thế này đúng không ạ? Dạ. Tình trạng này thì xảy ra lâu chưa ạ? Cũng 10 năm nay rồi ạ. 10 năm nay rồi. Em cũng đi làm ăn ở xa đấy thì một năm em mới về một lần. Hai vợ chồng có con chưa? Em có ba bé rồi. Như vậy là bây giờ cũng không có nhu cầu sinh con nữa rồi đúng không? Dạ, chỉ có tận hưởng cái giây phút hạnh phúc của hai vợ chồng thôi. Dạ, hạnh phúc thôi, dạ.
Thế tại sao hai vợ chồng không thử thay đổi cái cách quan hệ? Sau đó em thay đổi bằng cách đưa vào trước là mới quan hệ bằng miệng, mà đưa vào nó cũng la luôn ạ. Làm nhẹ thì được vài ba phút, còn mà làm mạnh thì ra luôn đấy. Vâng, xin mời bác sĩ Nguyễn Đình Liên tư vấn cho Rồi, cái chuyện oral sex giữa cặp vợ chồng là chuyện rất hết sức bình thường. Nhưng quan trọng nhất là đảm bảo được vệ sinh để tránh lây nhiễm thôi, vì nguy cơ nó lây nhiễm sẽ cao hơn. Thế thì tôi muốn hỏi là quan hệ tình dục qua đường miệng ấy, thường là anh kéo dài được bao nhiêu phút? Làm bằng miệng thì em làm được lâu, thế nào mà vợ bảo thỏa mãn rồi mới thôi ạ. À rồi, ok, thế thì ông chồng này cũng rất là tuyệt Mà vời ấy. khi mà đáp ứng được rồi thì em nó ra luôn. Thông thường ở nam giới được coi là quan hệ tình dục trọn vẹn ấy, ngoài cái giai đoạn khởi động ra thì người ta đưa cái dương vật vào âm đạo người phụ nữ và người ta liên tục các cái động tác thì phải trên 5 phút thì mới được coi là không bị xuất tinh sớm. Vậy với trường hợp của anh là gì, khi anh oral sex anh làm cho vợ như thế thì cái sự cương cứng của dương vật của anh nó quá là cao độ, và vì anh thường xuyên làm như thế kia thì chính vậy nó tạo thành cái vòng xoắn và gây ra hiện tượng là xuất tinh sớm đối với anh. Chứ còn vợ, người vợ thì đã được thỏa mãn rồi. Đấy, vậy thì bây giờ có tuổi rồi mà cái oral sex nhiều mãi như thế thì nó rất dễ lây nhiễm ra cái đường mình liên quan đến tình dục. Vậy anh hạn chế đi chứ không phải cấm, và bây giờ tận dụng là sử dụng bằng cái cậu nhỏ của mình để mà tập luyện để quan hệ với vợ thì nó sẽ tránh được cái hiện tượng là mình xuất tinh sớm. Và sau khi đó nếu mà mình không không có hiệu quả thì lúc đó mình bắt buộc mình phải đi khám bác sĩ nam khoa để các bác sĩ tư vấn kỹ hơn, rồi có thể sử dụng các cái thuốc giúp cho anh là kéo dài được thời gian quan hệ. Đấy, bởi vì đơn giản thôi, súng mà không dùng mãi thì nó cũng hỏng Thế ở bệnh mà viện đợt đợt tính. này đang dịch Covid thì em cũng ngại. Ngại gì, bây giờ các bệnh viện ta khám lại thường xuyên hết rồi mà, mình lên vào mình Các khai bệnh báo y viện tế và thì là sẽ không sao đâu nhé. mình cũng sẽ có cái phương pháp phòng bệnh cho mình, và bệnh viện họ cũng sẽ có những phương pháp riêng để bệnh nhân không bị lây nhiễm, cho nên là anh cũng không phải lo đâu. Về lâu và dài thì Mai Hương vẫn nghĩ là anh nên chuyển cái công việc về gần vợ đi. Thế nếu mà thường xuyên một năm mà có về gặp vợ có một tháng thôi ấy, thì như bác sĩ Liên vừa nói đấy, súng thì phải được hoạt động Thực để hai vợ ra chồng gần nhau nhiều tôi hơn. hiểu cái trường hợp này thì cũng rất thiệt thòi cho người phụ nữ chồng phải làm ăn xa, nhưng vì cuộc sống bươn chải thì bắt buộc phải thế thôi. Mình cũng không quá lo lắng cái vấn đề này. Mình thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức thì các bác sĩ sẽ bổ sung chia sẻ cho. Vâng, Cảm ơn thế anh cố gắng bác sĩ nhé. Liên với chị Mai Hương nhé. Vâng, vâng. Chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe nhé. Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia Chào chương trình. Xin chào anh ạ. À, vâng, bây giờ thì chúng tôi mời thính giả tiếp theo đặt câu hỏi ạ. Alo, À, chào vâng. chương trình, chào bác sĩ. Vâng, xin À, vâng, chào. chào anh ạ. Cho tôi hỏi vấn đề cho bà xã, khoảng năm mấy gì trước cô ấy thích quan hệ, mà tới sau này cô ấy không thích nữa, không cảm giác nữa. Hỏi chương trình có phải là quan hệ nhiều tới giờ này nó giảm không? Hiện nay thì hai vợ chồng anh bao nhiêu tuổi? Vợ thì 49, tôi thì 55. Và cái tình trạng này của vợ anh thì xảy ra lâu chưa? Khoảng năm rưỡi trở lên, đến hỏi bác sĩ rồi cũng ngại quá. Không sao, có gì mà ngại, chúng ta chia sẻ với nhau mà. Trước đây thì tần suất của hai vợ chồng thì như thế nào ạ? Và bây giờ thì thay đổi như thế nào ạ? Tôi thì khoảng 10 ngày thì 2 lần, khi 3 lần hồi đó đó nha. Nhưng mà vợ thì thích lắm, thích mỗi đêm mỗi vậy đó, nhưng mà giao kèo rồi. Vâng, 10 ngày mà 2 lần đến 3 lần thì cũng không phải là nhiều đâu ạ. Tuy nhiên thì bây giờ thì bà xã không thích nữa thì nó cũng có lý do của nó anh ạ. Và thì bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Đình Liên cũng sẽ giải thích cho anh nhé. Và cũng sẽ hướng dẫn anh cái cách mà để có thể cải thiện đến đời sống tình dục của hai vợ chồng. Vâng, xin mời bác sĩ. Tôi muốn hỏi là chị nhà mình đã bị mãn kinh chưa ạ? Cũng mới đây à? Thì thông thường chúng ta phải hiểu người nữ giới ấy, ở cái độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì cái nhu cầu tình dục nó suy giảm, và nhiều người phụ nữ người ta rơi vào cái trạng thái lãnh cảm, trong khi ông chồng thì vẫn còn sung sức, vẫn còn ham muốn. Thì đấy là một sự thiệt thòi cho các cặp vợ chồng như này. Thế thì để mà giúp cho vợ chồng anh trở lại được cái trạng thái gần như ngày xưa ấy, trở như thuở ban đầu ấy, thì đơn giản mình phải tìm được cái nguyên nhân là tại sao chị không còn ham muốn nữa. Nếu như mà do rối loạn nội tiết đi khám thì người ta bổ sung nội tiết nó khác. Còn bây giờ vấn đề tâm lý mới là quan trọng. Thì điều người đầu tiên hai vợ chồng phải dành thời gian trao đổi, chia sẻ thẳng thắn để phải tìm ra nguyên nhân. Rồi kêu thôi giờ chở đi bác sĩ khám còn sao, có cái vấn đề gì không? Nhưng vấn đề chị nhà phải đi khám về những cái bác sĩ chuyên khoa về tình dục học nữ giới, hoặc là các bác sĩ nam khoa người ta có kiến thức về tình dục học nữ giới, người ta mới khám, người ta mới hỏi, người ta mới khai thác thì người ta mới tìm ra nguyên nhân. Chứ còn đi khám sản phụ khoa chung chung thì sẽ không phát hiện được đâu.
Qua cái chia sẻ của anh thì Mai Hương cũng nhận thấy là hai vợ chồng anh có một cái tâm hồn cũng khá là đồng điệu và hiểu nhau. Vâng, đúng rồi. Có thể là như bác sĩ Liên cũng khuyên là hai vợ chồng nên đi khám. Thì Mai Hương nghĩ là trước khi mà hai vợ chồng đi khám thì hai vợ chồng có thể là tự điều chỉnh lại cái kỹ thuật yêu, cái không gian yêu. Và không biết là anh có thường xuyên nghe chuyện thầm kín không? Thì chuyện thầm kín cũng có rất nhiều những cái chủ đề, ví dụ như là cái việc mà thay đổi không gian yêu, rồi những cái tư thế, kỹ thuật yêu, rồi màn dạo đầu như thế nào, nó có kích thích như thế nào đối với người phụ nữ. Thì không biết là anh đã thử tham khảo và anh đã thử thực hiện chưa nhỉ? Cái đó là đúng bài luôn đó. À. Nó nói thật sự bác sĩ là thậm chí vừa thử tới ban ngày luôn. Nhưng mà đúng là vợ chồng sợ là mít lòng, sợ vợ buồn. Là có một bạn gái cũng hay lại đó chơi hoài, không như là mỗi ngày có lại. Nhưng mà tình cờ cái hôm đó tôi đi giường về, nhưng mà tình cờ là thấy hai người ngủ phòng á, nằm đó mà trần truồng chân. Tôi nghĩ là nóng nực, sao nếu mà hỏi bà xã sợ vợ buồn, ngại ngại tôi không biết là có vấn đề gì không. Thông thường hai người phụ nữ mà trần truồng với nhau thì cũng đấy là có vấn đề. Bởi vì người phụ nữ người ta ít khi mà gọi là ngủ khỏa thân lắm. Thì cái đấy là anh cũng phải về tìm hiểu là xem có cái gì gây ra sự khó chịu, sự chán nản của người vợ dành cho mình hay không. Hay là bà ấy cũng thay đổi tính nết. Nhiều người phụ nữ là người ta cũng có sinh hoạt tình dục đồng giới ở cái tuổi mà... Đang nghĩ về đó đó nữa. Cái đó mình cần phải có sự tìm hiểu, theo dõi để làm sao kéo bà ấy trở về với mình. Thế thì bây giờ quan trọng nhất là khơi gợi của mình làm sao kéo cái tình yêu nó trở về lại bình thường. Và qua đó dành nhiều thời gian cho bà xã hơn thì mình có thể quay được trở lại. Đấy là một cái rất là quan trọng. Và chính vì vậy mình có điều kiện cũng phải cho bà xã đi khám về tâm lý. Cho hỏi bác sĩ câu nữa là nếu mà quan hệ đồng giới là nữ quan hệ bằng giả hả? Người phụ nữ quan hệ đồng giới thì có rất nhiều cách. Người ta quan hệ bằng miệng, rồi người ta có thể dùng các dụng cụ hỗ trợ. Vậy là như của mình vô là không cảm giác nữa. Rồi. Nhưng mà để kéo người vợ trở về với mình như bác sĩ Điên vừa chia sẻ thì anh nên chủ động hơn nhiều trong những cái chuyện đấy để kéo vợ về với mình anh nhé. Vâng. Xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Vâng, cảm ơn chương trình có chị. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được nghe cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Tôi muốn hỏi có phải là do 2 năm nay uống cái thuốc huyết áp mỗi ngày 1 viên ấy thì nó giảm cái sinh hoạt vợ chồng đi không? Hai nữa là 2 năm về trước thì mình không đi xe đạp, toàn đi xe máy thôi. Nhưng bây giờ thì về nghĩ cái đi xe đạp thể thao thì có phải là cái yên xe nó ảnh hưởng vào cái hệ thần kinh của bộ hạ của nam giới không, nó giảm hẳn đi và bác cho Mai Hương hỏi là hiện nay thì bác còn có nhu cầu nhiều không? Có nhu cầu nhưng mà kiểu nó không lên, nó giảm hẳn gì đấy. Chứ không cương cứng được. Cương cứng nó giảm hẳn gì rồi. Bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay là 64. Bác đã uống thuốc huyết áp 2 năm rồi đúng không ạ? Vâng. Và ngoài ra thì bác có bị bệnh lý toàn thân nào không? Không, trong cơ thể thì không có. Có mổ cái tiền nhiệt tiến cách đây 6 năm rồi, nhưng mà sau khi mổ về từ đấy giờ vẫn hoạt động đều, vẫn tuần 2 lần. Nhưng mà cách đây 1 năm là nó tụt thẳng như thế thì có phải là do đi xe đạp nhiều không? Bây giờ 1 tuần thì được lần nào không ạ? Phải 2 tuần mới là vậy. Và kéo dài được bao lâu ạ? Cũng khoảng 10 phút thôi. Ôi tuyệt vời quá, hơn thanh niên đấy ạ. Vâng, cũng là 64 tuổi rồi ở cái... mức tần suất như thế này thì cũng được tạm là chấp nhận được. Vâng. Tuy nhiên thì bác chắc là cũng muốn được cải thiện và đúng không ạ? Vâng. Chắc là vợ bác vẫn còn trẻ đúng không? Không, cũng ngoài 50 là 56 rồi. Thế bây giờ thì mời bác nghe bác sĩ tư vấn nhé. Vâng. Tôi muốn hỏi bác 56 tuổi rồi, vợ 56 như vậy. Vợ có hay đòi hỏi như mình nhiều không? Cũng có, những lúc bỏ sao giờ này bỏ rượu đi này. đấy mới là vấn đề đấy, không đáp ứng được vợ thì phiền toái lắm. Tức là thực ra người phụ nữ người ta tinh ý lắm. Thế bây giờ làm người đàn ông thì chúng ta đánh cái khác làm nào để bù đắp cho vợ, làm nào còn khỏe hơn ngày xưa nữa. Thế nhưng mà mình cũng phải hiểu là gì, con người ta như cái cây cỏ, đến một giai đoạn thì nó phải có giai đoạn đi xuống. Nhưng mình làm sao để cái giai đoạn đi xuống ấy nó đi xuống từ từ. Đấy, ngày xưa có khi bác được tuần 3 đến 4 lần, nhưng bây giờ có khi 2 tuần được 1 lần thì đúng là gì, bà xã bà nhắc nhở là đúng rồi. Thì để trước khi cho bác thì tôi khuyên đầu tiên ấy là như này, mình có tuổi rồi, mình bị tăng huyết áp thì mình phải đi khám xem là cái tăng huyết áp nguyên nhân ở đâu, ví dụ đái tháo đường chẳng hạn, hay là những bệnh lý khác kèm theo. Khám liên tục, tháng nào cũng khám. Rồi rồi. Không có,
đường thì không có. Rồi thế thì tốt rồi, vậy thì bạn phải hiểu này, cái tăng huyết áp nó gây ra xơ vữa mạch máu. Và chính vì gây ra xơ vữa mạch máu như thế thì nó làm cái các cái mạch của mạch vành nó cũng bị hẹp này. Những mạch của động mạch sâu dương vật nó cũng bị hẹp, do đó khả năng cấp máu vào trong vùng vật hang nó giảm đi. Và chính vậy cái khả năng cương cứng của bác nó thấp hơn rất nhiều so với hồi còn trẻ. Cấp hẳn trước 10 giờ chỉ 3 thôi. Đúng rồi, cái này của bác thì tốt nhất là đi khám bệnh đi vì có tuổi rồi. Qua những cái phân tích của bác sĩ thì Mai Hương thấy rằng là cái việc mà bây giờ thì cái khả năng cương cứng của bác kém đi, đấy là do bác bị huyết áp cao và đã sử dụng thuốc huyết áp trong nhiều năm, chứ không phải là do vấn đề là bác đạp xe đâu bác ạ. Chứ nếu mà vấn đề mà đạp xe thì có lẽ là rất nhiều vận động viên thể thao đạp xe thì chắc người ta cũng phải bỏ nghề mất. Vâng. Đạp xe nó không phải là nguyên nhân gây ra cái rối loạn cương dương đâu, vì cương dương rất nhiều cái yếu tố khác. Người mà đạp xe tốt còn khỏe, mà khỏe thì cái khoản kia còn ham muốn, còn khỏe hơn. Vấn đề là những yếu tố nội tại bên trong mình phải tìm ra nguyên nhân nhé. Vâng, thế bây giờ là mình nên đi khám bác ạ. Vâng, chúc MC và chúc bác sĩ dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc nhé. Vâng, cảm ơn bác. Cảm ơn bác ạ. Vâng, xin chào bác. Vâng, bây giờ thì xin mời thính giả tiếp theo đặt câu hỏi ạ. Hello. Vâng ạ, mời bác đặt câu hỏi ạ. Dạ, ấy là em bị tiểu đen nhiều quá chị nè. Em bao nhiêu tuổi rồi? 52 rồi. Vâng, anh 52 tuổi. Vậy thì bây giờ thì ban ngày thì anh đi mấy lần và ban đêm thì anh đi mấy lần ạ? Thì nhiều lắm mà không nhớ, là cỡ như là cỡ chừng hơn nửa tiếng là đi. Thế là buổi đêm hầu như là anh không ngủ được luôn. Dạ, khó ngủ nữa là hay đi tiểu đó. Thế buổi tối thì anh có uống nhiều nước không? Nói chung là uống cũng có hơi nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Có thời gian mà tối thì uống cho cơ thể cũng được cỡ lít nước á. Buổi tối mà uống nhiều vậy hả? Ban ngày không uống mà lại để dùng nó hết vào buổi tối uống à? Ban ngày cũng uống nhiều lắm chứ, mà riêng nó riêng về buổi tối. Thế à? Anh làm công việc gì? Dạ, làm thợ hồ. Thế làm thợ hồ cũng là cái nhu cầu uống nước nhiều. Tuy nhiên thì mỗi lần đi tiểu như thế thì anh có cảm giác gì không? Có thấy tiểu buốt hay tiểu dắt gì không? Có đi được hết không? Cái tiểu buốt tiểu rốt thì không có, nhưng mà đây vừa xong là nó lại muốn buồn tiểu lại đó. Đây là lĩnh vực chuyên khoa của bác sĩ Nguyễn Đình Liên rồi. Vâng, mời bác sĩ. Tôi nghe chị Mai Hương hỏi như chuyên gia về bệnh lý bằng quang thăng hoại. Thế bác này 52 tuổi rồi thì đang ở tỉnh nào ạ? Dạ, Quảng Nam. Quảng Nam à? Thế mình bị bệnh này bao nhiêu năm nay rồi? Được lâu rồi, nhưng mà vừa rồi là có ra ở bệnh viện tuyến huyện á, siêu âm với là xét nghiệm máu của nước tiểu á. Là siêu âm là bình thường hết, cái kia cũng bình thường hết, mà xét nghiệm máu là rồi, tôi hiểu vấn đề rồi. Anh đi tiểu anh có tia nó to hay là nó nhỏ? Dạ nhỏ, lượng nước tiểu cũng không nhiều nữa. Nó vọt ra được xa không? Dạ không. Thế thì cái biểu hiện này là biểu hiện của cái hội chứng đường tiểu dưới, chủ yếu là anh là hội chứng kích thích kèm theo những cái dấu hiệu của hội chứng tắc nghẽn. Vậy thì cái trường hợp của anh là thông thường y học hiện đại bây giờ người ta có thể chẩn đoán là bệnh lý bàng quang kích thích. Nó có rất nhiều nguyên nhân do tâm lý này hoặc là những nguyên nhân mắc phải như tôi vừa mới chia sẻ đó. Vậy thì để điều trị cái này thì điều đầu tiên anh phải điều chỉnh là chế độ uống nước. Tức là mình uống nước theo giờ chứ mình không phải uống liên tục. Thứ hai là đi tiểu cũng vậy. Đi tiểu không phải là buồn là đi, mà anh phải tập nhịn tiểu và đi tiểu đúng giờ. Ví dụ bây giờ là một tiếng anh buồn tiểu thì anh cố gắng nhịn đi thành 1 tiếng rưỡi. Sau đó anh hít sâu thở để anh đái cho hết. Và dần dần chính vậy nó làm cho cái bàng quang nó tăng được dung tích, nó chứa được nhiều nước tiểu hơn. Thì cái khoảng cách đi tiểu của anh sẽ kéo dài ra. Và cái quan trọng nhất là bây giờ anh đi khám lên bệnh viện tỉnh, gặp các bác sĩ chuyên khoa về thận tiết niệu. Người ta khám, người ta tìm ra nguyên nhân thì điều trị cái này nó mới có thể khỏi được. Thế vậy là anh nên đi khám sớm anh nhá. Mình cũng để một thời gian là khá là dài rồi, nó cũng đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và gây những cái bất tiện trong sinh hoạt, kể cả đời sống tình dục của hai vợ chồng nữa. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều nhá. Vâng, xin chào anh.